lông hay hổ nhựa tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây hại cho sức khỏe của gia đình bạn, khiến cho căn bếp của bạn bừa bộn. Combo hũ đựng gia vị của Elmax đang rất hot hiện nay trên thị trường thì giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên. Combo hũ đựng gia vị của Elmax gồm có 3 hũ đựng gia vị khô và 2 chai đựng gia vị lỏng, giúp cho chúng ta giải quyết tất cả các vấn đề trong căn bếp của mình, như là đựng muối, đựng tiêu, đựng đường, đựng hạt nêm, dầu ăn, dầu giấm, vân vân. Với thiết kế nắp hũ kèm muỗng, nắp chai dạng bực, giúp cho chúng ta dễ lấy gia vị và nêm nếm một cách chuẩn xác. Đồng thời ron cao su giúp cho hũ đậy kín, bụi bẩn và vi khuẩn không thể xâm nhập vô gia vị. Với chất liệu thủy tinh cao cấp kháng vỡ, không biến chất, không độc hại như các bịch ni lông hay hũ nhựa, thủy tinh trong suốt khiến chúng ta dễ dàng nhận biết gia vị ở trong hũ. Với tất cả những ưu điểm vượt trội trên, combo hũ đựng gia vị của Elmax đồng hành cùng bữa ăn gia đình bạn đang giảm giá mạnh với 99 sản phẩm cuối cùng. Nhanh tay để lại số điện thoại phía dưới để chúng tôi hỗ trợ và tư vấn nhé.